Ở nội dung này, chúng ta sẽ đi vào hạch toán hóa đơn mua vào số 379 của ngày mùng 3 tháng 1. Với nội dung là chi phí tiền cước vận chuyển, đưa lô hàng số 241 ngày mùng 3 tháng 1 về kho với tổng chi phí thanh toán ngay bằng tiền mặt là 3.773.000 đồng. Do đó, đằng sau hóa đơn sẽ bao gồm chứng từ thanh toán, phiếu chi đi kèm. Các bạn sẽ phải xác định được đây là chi phí cước vận chuyển đưa hàng về kho hay cước vận chuyển đưa hàng đi bán. Trong trường hợp là cước vận chuyển hàng đi bán chính là khi mà chúng ta xuất bán thành phẩm và vận chuyển hàng hóa cho khách hàng thì toàn bộ tiền cước vận chuyển đó do doanh nghiệp chịu thì chúng ta sẽ phải đưa vào chi phí bán hàng. Các bạn sẽ phản ánh vào bên nợ của tài khoản 6421 theo thông tư 133 hoặc 641 theo thông tư 200 để phản ánh làm tăng chi phí bán hàng. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và có cho các tài khoản thanh toán liên quan. Còn ở đây trên hóa đơn ghi rõ là cước vận chuyển để đưa lô hàng, hóa đơn số 241 chính là hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho. Do đó ở đây chúng ta sẽ phản ánh đối với chi phí vận chuyển hàng về kho, phản ánh làm tăng chi phí của lô nguyên vật liệu. Cách để các bạn hạch toán thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào hóa đơn số 241 trước. Nếu là hóa đơn mua hàng hóa thì chi phí cước vận chuyển đó chúng ta cũng phải đưa vào tài khoản 156. Còn nếu là cước vận chuyển mua tài sản thì ở tài sản chúng ta đã đưa vào bên nợ của tài khoản 211 thì cước vận chuyển đưa tài sản về kho chúng ta cũng phản ánh vào bên nợ của tài khoản 211. Còn ở đây căn cứ theo hóa đơn số 241 là hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho thì tiền cước vận chuyển chúng ta cũng đưa vào bên nợ của tài khoản 152 với mục đích là để làm tăng giá trị của lô nguyên vật liệu về nhập kho. Các bạn sẽ phản ánh vào bên nợ của tài khoản 152 số tiền chưa bao gồm thuế là 3.430.000 đồng. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ. Và các bạn sẽ căn cứ vào tổng bên nợ của tài khoản 152 thì chúng ta sẽ tính ra được giá trị của lô nguyên vật liệu về nhập kho đã được tăng lên sau khi đã cộng toàn bộ các chi phí. Và theo công thức để chúng ta tính ra được giá nhập kho chính là giá trên hóa đơn cộng toàn bộ các loại thuế phí không được hoàn lại và trừ đi các khoản giảm giá cộng với các khoản chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng như chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho, bốc dỡ và sắp xếp hàng hóa thì toàn bộ những chi phí đó mà đơn vị phải bỏ ra thì chúng ta đều phải phản ánh vào chi phí của mặt hàng mà các bạn mua về. Như vậy, căn cứ vào nội dung của hóa đơn cước vận chuyển số 397, các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua dịch vụ. Các bạn phải nhớ vào chứng từ mua dịch vụ thì chúng ta mới có phần tích chi phí mua hàng và các bạn mới phân bổ được vào hóa đơn số 241. Hóa đơn này thanh toán ngay bằng tiền mặt, do đó phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu chi. Và chúng ta sẽ tích vào chi phí mua hàng thì các bạn mới chọn được tài khoản chi phí là nợ 152. Và điền thông tin của nhà cung cấp. Với trường hợp khi tìm kiếm chưa có, thì các bạn sẽ tích vào dấu cộng để chúng ta khai báo thông tin của nhà cung cấp mới. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, sau đó chúng ta sẽ nhấn cất. Với phần lý do, chúng ta sẽ phản ánh là chi phí cước vận chuyển cho lô hàng số 241. Ngày hạch toán, ngày chứng từ các bạn sẽ căn cứ trên hóa đơn là ngày 3 tháng 1 năm tài chính. Ở phần số chứng từ các bạn sẽ để phần mềm tự động cập nhật. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần mã dịch vụ. Và ở đây chúng ta sẽ khai báo một mã tiền cước vận chuyển. Và các bạn sẽ sử dụng mã này cho toàn bộ các hóa đơn cước vận chuyển mua hàng về kho. Với phần mã, khai báo làm sao để chúng ta dễ dàng theo dõi. Tính chất là dịch vụ, các bạn sẽ bỏ qua đơn vị tính. Với tài khoản chi phí, đối với cước vận chuyển đưa nguyên vật liệu về nhập kho thì chúng ta sẽ phản ánh vào bên nợ tài khoản 152. Và khi các bạn nhấn cất chứng từ thì phần mềm sẽ tự động cập nhật nợ của tài khoản 152. Còn ở đây nếu trong trường hợp các bạn muốn sử dụng chung tiền cước vận chuyển cho toàn bộ đưa nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản hoặc công cụ dụng cụ về nhập kho
thì các bạn sẽ bỏ qua phần tài khoản chi phí để tự động điền bằng tay cho từng hóa đơn. Thuế suất thì các bạn sẽ căn cứ trên hóa đơn là 10% hoặc các bạn có thể bỏ trống và chúng ta sẽ nhấn cất. Các bạn sẽ phản ánh vào bên nợ của tài khoản 152 và lưu ý chúng ta chỉ điền được tài khoản 152 khi các bạn tích vào phần chi phí mua hàng. Với bút toán nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 111 do chúng ta đã tích vào thanh toán ngay bằng tiền mặt. Các bạn sẽ điền tổng số tiền là 3.430.000 đồng. Ở phần 2 nhỏ tắc thuế các bạn sẽ kiểm tra lại phần trăm thuế suất. Lưu ý khi hạch toán trong chứng từ mua hàng hóa thì phần số hóa đơn sẽ nằm ở trong phần thông tin chung. Còn khi hạch toán trong chứng từ mua dịch vụ thì số hóa đơn sẽ nằm ở trong phần dưới tắc thuế. Chúng ta phải nhớ điền số hóa đơn. Bởi khi hạch toán trong chứng từ mua dịch vụ không có số hóa đơn, phần mềm vẫn cho các bạn nhấn cất chứng từ. Và không có số hóa đơn thì khi lên tờ khai phần mềm cũng sẽ không cập nhật những chứng từ không có hóa đơn đó. Và các bạn sẽ điền hóa đơn số 000379 ngày mùng 3 tháng 1. Các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin và chúng ta sẽ nhấn cất. Hạch toán xong chi phí tiền cước vận chuyển thì chúng ta phải phân bổ để làm tăng giá trị của lô hàng số 241 bằng cách các bạn sẽ tích vào phần phân bổ chi phí. Mục đích là để chúng ta phân bổ tiền cước vận chuyển 3.430.000 đồng này vào hóa đơn số 241 của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thuận. Các bạn sẽ chọn đến nhà cung cấp tương ứng và điền lại khoảng thời gian mà các bạn hạch toán hóa đơn. Và phần mềm sẽ hiển thị đến thông tin của hóa đơn chứng từ số 241 với tổng số lượng là 20 dòng. Bởi ở hóa đơn này chúng ta có mua 20 nguyên vật liệu. Và ở đây các bạn sẽ tích chọn toàn bộ các dòng liên quan đến hóa đơn số 241 và nhấn đồng ý. Trong phần phương thức phân bổ sẽ bao gồm phân bổ theo số lượng và phân bổ theo giá trị. Thì các bạn sẽ phải căn cứ vào phần số lượng cũng như phần đơn giá. Nếu trong trường hợp như đơn giá nhập kho của nguyên vật liệu số 124 không có sự chênh lệch lớn thì các bạn sẽ phân bổ theo số lượng. Còn ngược lại, nếu có sự chênh lệch lớn về phần đơn giá thì các bạn phải phân bổ theo giá trị là chính xác nhất. Và các bạn sẽ nhấn phân bổ thì phần mềm sẽ tự động phân bổ cho 20 lô nguyên vật liệu về nhập kho. Và chúng ta sẽ nhấn đồng ý. Để kiểm tra lại chi phí cước vận chuyển đã đưa vào giá trị của lô nguyên vật liệu hay chưa, các bạn sẽ mở lại hóa đơn số 241. Và ở hóa đơn này đã cập nhật chi phí mua hàng là 3.430.000 đồng. Các bạn sẽ kéo phần thanh ngang. Trong phần thành tiền chính là giá trị ban đầu của lô nguyên vật liệu cộng với chi phí tiền cước vận chuyển được phân bổ theo giá trị của lô nguyên vật liệu và sẽ tính ra được giá trị nhập kho của nguyên vật liệu sau khi đã cộng toàn bộ tiền cước vận chuyển. Và lưu ý, đối với hóa đơn tiền cước vận chuyển này đã được tham chiếu vào hóa đơn mua nguyên vật liệu số 241. Và cách để các bạn nhớ các bước sửa và xóa đối với hai chứng từ này thì chúng ta sẽ căn cứ vào các bước mà các bạn đã thực hiện. Ở bước đầu tiên, chúng ta hạch toán hóa đơn mua nguyên vật liệu, sau đó hạch toán hóa đơn tiền cước vận chuyển và thực hiện phân bổ vào hóa đơn số 241. Thì để sửa và xóa được hóa đơn tiền cước vận chuyển này thì các bạn phải vào hóa đơn số 241 trước. Các bạn sẽ nhấn vào phần bỏ kê, nhấn sửa. Và sang phần 3 nhỏ chi phí, các bạn sẽ phải loại bỏ chi phí tiền cước vận chuyển đó trước. Nhấn cất thì các bạn mới sửa được hóa đơn số 379 và thực hiện phân bổ lại đưa vào chi phí của hóa đơn mua nguyên vật liệu số 241. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện hạch toán hóa đơn mua vào số 379 trên phần mềm kế toán MISA.